Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị các bạn cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ hài Tùng Linh, là một nhân vật của chương trình Làng Hài Mở Hội. Thật sự là Tùng Linh thấy đây bà con cái lương không à, tự nhiên mình bắt hài mình hát mà không biết hát cái gì. Thôi bây giờ một cái bài mà Tùng Linh cũng múa rìu mắc thợ sáng tác kỷ niệm cho bà ngoại thôi. Bà tân gỗ hai câu, cái đầu là cái điệu gì quên mất tiêu luôn rồi. Hôm nay con về đây này con sáng tác, con viết cho con hát nha các kiểu, chưa có nghe. Rồi xin cảm ơn nghệ sĩ Hà Tùng Linh rất là nhiều.